Penny Fitzgerald. Sao mọi người biết tên tôi? Có chuyện gì thế? Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở khu mua sắm này, tớ đã chú ý tới cậu. Đây là tình cảm của tớ. Manh mối tiếp theo ở bến xe buýt. Được rồi, mọi người giải thích chuyện này đi. Giờ mình sẽ gửi đoạn phim này tới những người thích gây chú ý để nhìn tập thể. Đây là gì, mũi hay não nhỉ? Cứ để nó lại chỗ cũ đã. Cái gì thế? Máy quay vẫn bật à?